Ngày 15 tháng 4 nhằm ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thìn, lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú, Quảng Khai Thiền Tự, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công đức to lớn của Thiền sư Lê Nghĩa, hiệu là Giác Hoàng Đại Điên. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thành Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trụ trì chùa Duệ Tú, cùng Chư Tôn Đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trụ trì các tự viện, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Hoa, trưởng ban tổ chức, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, quận, phường sở tại. Chùa Duệ Tú là nơi thờ Đức Thánh Tổ Nghĩa, hiệu Đại Điên, ở thời vua Nhân Tông triều Lý, nhân dân nhớ ngày viên tịch của Ngài mùng 7 tháng 3 âm lịch làm ngày lễ hội truyền thống. Thuở sinh thời, Thiền sư Lê Nghĩa không chỉ là một đại sư đắc đạo mà còn là một lương y, một công thần có công giúp nước thời nhà Lý. Sau này, Ngài đã được các triều vua phong tước thượng đẳng thần, được người đời ca ngợi và được sử sách ghi chép lưu truyền. Lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú được nhân dân thôn Tiền tổ chức trang nghiêm vào ngày mùng 6, mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm, đồng thời là lễ dỗ tổ Thiền sư Đức Thánh Tổ Lê Nghĩa, hiệu Đại Điên thượng đẳng thần. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức cùng các vị đại biểu làm lễ dâng hương niêm hương bạch Phật bái tổ. Tối cùng ngày diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ và thắp nến hoa đăng. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ trình diễn được đông đảo bà con nhân dân cổ vũ hưởng ứng nồng nhiệt. Dịp này, ban tổ chức lễ hội đã trao 20 phần quà tới các cháu học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng kinh phí 20 triệu đồng. Cuối buổi lễ là chương trình hoa đăng được diễn ra trong không khí linh thiêng, tràn đầy đạo vị.